Báo cáo các bác, ngày chủ nhật cuối tuần hôm qua có một phiên chợ, cũng phiên chợ tính ra là phiên chợ dương lịch là đầu năm mới đấy, năm 2019 đấy. Đấy, thế còn năm âm thì chưa, đang chào đón chuẩn bị Tết nhất đến nơi, hàng hóa cũng tấp nập lắm các bác. Đấy thì hôm nay thì ngày nghỉ nhé, lại tiếp tục nhé. Như thường lệ của chương trình gọi là cà phê sáng ấy. Vui nói vui thì các bác định nghỉ thì tranh thủ để tỉa một số cái cây cho nó đỡ buồn các bác ạ. Đấy, với lại nhìn cho nó sáng sủa hơn. Đấy, nó cũng là một cách để mình có những cái cây đẹp hơn. Thứ hai là cũng tức là nó có cái là mua được nhiều tốt, nhưng mà tất nhiên là mình cứ nên chăm những cây của mình đang có thật là ok thì nó cũng sẽ rất là hay. Đấy, cây xanh ngắn làng này chắc các bác đã biết ở như này. cái mùa này nó dẹp rất là nhiều, bây giờ nó ấm nên nó đỡ hơn này. Chứ đầu mùa vừa sương muối vừa dẹp rất là sổ. Thì em thì em không có phun thuốc nữa, thì tại vì là nhà có trẻ con với lại cũng rất là ngại, mà vườn ấy nó rất là nhiều cây tạp, em có phun nó cũng không hiệu quả nhiều. Đấy thì cứ lá già lại rút răm thôi, lại đẹp. Qua cái mùa này thì lại vô tư với nhổ bao nhiêu cỏ đấy. Này thì sẽ cắt tỉa một số cây để lại tiếp tục khoe các bác như cuộc sống hàng ngày đấy, cũng không có cái gì nó to tát cả bác nhé. Đấy, nó bị mất hôm trước về quê, nó bị bỏ quên hết bộ đồ cả cái chân chống camera, bây giờ dựng tạm nhìn nó buồn cười. Cắt được một ít rồi mình nhớ thôi, quay lại tí nói chuyện là quen nói chuyện với cái camera này đó, nên là không được nói chuyện với nó nữa. Toàn dẹp đấy, còn lại nói chuyện với các bác qua màn ảnh này nhiều hơn nói chuyện với con. Thank you.
vậy. Là ông em, quen thuộc này, ông em chúng mình khá này, đấy, sau này nó mịn màng lên thì nó không đến nỗi nào đâu, đấy, cốt. Có thể sau đảo ngọn ra tận đây được nếu mà không muốn lấy cái ngọn ở đây đảo ở đây. Đấy, sau thì có nhiều kịch bản đã làm. Đấy, bây giờ tỉa nốt cây đa các bác, tỉa nốt cây đa này các bác, một cây đa mà theo nghĩ là nếu mà mini thì nó là một cây hiếm và rất là đẹp. Trắng làng rất là đẹp, rất là lùn thôi, tầm 15 phân, 15-20 phân từ mặt chậu lên, đang trồng hai lần chậu ấy, cho nên là bề nó khá nặng, chứ thực tế nó là cây gọn nhẹ đấy. Đấy. Sau này sẽ lọc bệ bớt đi. Đúng rồi. Giờ cắt của bớt lá nhìn nó thoáng. Khoe lại các bác thôi. Đây. Đa này thì làm nó lâu hơn xanh xi rất là nhiều các bác. Làm khó làm đấy. À. Phút nữa là xong. Không lấy nó nọ. Lấy nó mới toàn bộ. Thank you.
Cái gì cơ? Tôi chẳng nghe rõ gì. Cái gì cơ? Trứng với cơm á? Ơ, thằng này thích ăn cơm trứng à? Rồi nhỉ? Không đói à? Cái này lên cơm con. Cơm con ăn nhá. Đấy kìa, mẹ cho ăn ngon. Mẹ cho ăn ngon. Yeah. Cơm trứng nhá. Mua đây, mua trong đây. Mua trong để đây. Mua trong để đây. Ôi dồi. Chơi. Chi chơi à? Cái chua đây. Cây này của bố có đẹp không? Cây này của bố có đẹp không? Hả? Cây này của bố có đẹp không? Cây này của bố. Vâng. Đấy, bố cắt xong lá rồi. Xong lốc ra rồi. Cành này đi. Bỏ cái chỗ này đi. Chỗ này sao bố lại cắt thêm tí nữa con nha. Chỉ các bác nói chuyện riêng tí. Đấy. Đẹp hơn chưa? Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác nào. Để nó phơi lại chứ. Rồi. Yeah.